thiệu anh em nhé, con bổ đi tầm 1 tháng lồng. Gấu rất là đẹp luôn, rất là gấu chim, con này cực già chim nhé. Chim ở ngoài rừng tầm ít nhất là 3 vụ trở lên. Có cả video bẫy đấu luôn. Video mình cũng đã đăng rồi nhưng mà anh em không chốt nên là bây giờ còn đây. Con này đặc biệt là đánh dấu chân rồi nhé. Thằng này mà không chơi thì chơi thằng nào anh em. Đấy, đấu nhích chè, chỉ hót đã nhích chè luôn.